Rồi, xin chào các bạn và các em đã quay lại với channel game của mình nha. Mình là Sơn Lê. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chơi game Ratchet & Clank nha. Con mèo và robot Clank. Hello guys, welcome back to my channel. Today let's continue playing the game Ratchet & Clank. Now continue. Rồi, tiếp tục vào game nha. Hôm nay để xem chúng ta sẽ phiêu lưu tới nơi nào nha. Để xem hành tinh nào đẹp nha. Mình đang ở hành tinh Rigar. Hành tinh rất là đẹp. Travel to the hoverboard event. Rồi kia là ở đây tất cả những cái nhiệm vụ chính là đã được giải quyết xong rồi, làm xong rồi. Giờ nó kêu mình có hai nhiệm vụ phụ optional. Blackwater City, thành phố nước đen. À, mình biết đường. Đường đi rồi. Ủa, đi qua đây kiểu gì ta? Qua đây kiểu gì? Đường nào đi qua thì kiểu gì đây? Giờ đi qua bên đó kiểu gì đây? À, ở đây có đường đi hả? Thôi không có rồi, để xem coi. À, hiểu rồi. Đây là phải đi qua hướng nước này rồi. Đi qua hướng này giục cái bom, giục cái cầu điện cho nó. Hai tụi đó đánh nhau. Ô chết rồi, chỗ này mình đâu mở cửa này ra được. Ơ, nó tràn tới kìa. À, rồi để đi đường nào ta? Đi ra đây, đi ra rồi quẹo được trái. Ôi xe tăng kìa. À, quẹo bên trái, quẹo bên đây. À, tụi nó đánh nhau ra bù lon quá trời luôn mà. Sướng thiệt chứ. Cái quần sáng rồi kìa. Ủa, bên đây đâu có hướng đi đâu ta. Rồi. Vậy là phải bay lên trên này. Ở đây cũng đi không được. Ôi ôi, cái con xe tăng này nó diệt khách mấy con ếch rồi. Ôi, ở đây lụm số bù lon đây. Ôi, đừng nói con xe tăng nó rượt mình nha. Nó bắn mình. Mình tiêu diệt cái xe tăng là trước đi. Mày hả mày? Rồi, chết.
Rồi, vậy là con xe tăng nó chết, mình mở được cái cửa này rồi. Hay quá. Ăn cầu điện đi con. Hay quá, mở được cửa này rồi. Tìm thấy đường đi mới rồi nha. À, khám phá được chỗ mới rồi. Wow, một bầy quái kìa. Cho nó ăn quả cầu điện đi. Rồi, tăng nâng cấp luôn. Robo của mình, con robo bay của mình đã được tăng cấp rồi. Rồi, cho. Mày chết. Chết luôn. Rồi, chiến thắng quá rồi. More of them, bây giờ nó ra thêm nữa. À, tụi bản thân cái tụi này nó cũng nghịch nhau. Mày chết. Ờ, nó bắn lên kìa. Tụi ếch này với tụi robot hồi nãy là nó cũng nghịch nhau à. Rồi, nâng cấp nữa rồi, hay quá. Quá trời bù lon rồi. Rồi thắng xong lên. Quá đã rồi. Wow, vô đây thu nhiều chiến lợi phẩm quá các bạn ơi. Sướng quá. Lụm chắc cả ngàn bù lon quá. Cái thằng này nó đang bắn cái con ếch. Ngồi ơi, mình tưởng đâu mình ấy chưa được mình tưởng là mấy con quái là nó một khoe ai về nó cũng là kẻ thù địch của nhau chứ, thành ra nó bắn như vậy là mình khỏe rồi. Tiếp theo à, ở trên đó nó có khoan, mình vô đây mình lấy hai cái phòng rồi cây. Hình như mình ở bên trên mình leo lên đây mình xem bên trên nó có mấy cái hộp phụ kiện nữa kìa. À, ở bên kia có. Ồ, cái này gì đây, quái gì đây. Ủa, cái đường này nãy mình đi vô mà. Vậy là để mình qua mình coi cái con đường này dẫn đi đâu nha. Dẫn lên đây, lên đây chỗ nào đây. Ủa, mình nghe tiếng quái nó kêu khẹt khẹt. Ôi ôi, quái khổng lồ kìa. Ôi ôi, chưa được. Giờ mình trở xuống dưới đi. Ôi, chạy xuống hết được rồi. Chạy xuống dưới mình vô cái con đường đó mình coi có cái chỗ nâng cấp vũ khí không, mình sợ. Mình hồi đó đông lại quá. Đây. Đây rồi. Lên đây thử đi. Ủa là gì đâu, đứng đây mở cửa nào đâu. À, cái cửa. Bên đây tác dụng như đâu, mở cửa nào đó ta. À, cái cửa màu vàng bên kia là
Đâu, cửa là mới đi xong rồi. Thôi bây giờ vô đây. Đi con đường này lên đánh boss. Đánh với con boss ếch xanh đó đi. Trước tiên là mình phải cho nó ăn một quả cầu điện để cho nó giật tưng 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 tưng. Sợ quá, trời ơi, nguyên bày luôn kìa. Ủa, trứng này vẫn chưa mở hả ta? Chết mẹ quá, cầu điện còn một quả một à. Đánh lợi nữa nó không ta? Chết trời, sử dụng nó hơi sớm rồi. À mình hiểu rồi nha, cái cục trắng trắng này là cục máu. Khi mà mình đầy máu thì mình chưa lấy được. Còn một quả nữa nè. Mày chết. Ôi ôi, phí hết một con nữa rồi. Quá trời bù lon rồi nè. Rồi tiếp theo. Mở cửa tiếp theo. Rồi xong. Ô, oh, nó mở cửa bên đây, chết mẹ. Ô, oh, ô. Oh. Hay quá. À, hồi nãy là mình có cái súng. Cái súng này kinh khủng mình mới có được nè, sử dụng cái súng này coi. Cửa nào đây? Chạy nó rượt, nó dí. Đập nè. Đập luôn. Oh. Yeah. Here we go. Rồi tiếp theo mở thêm một cửa nữa. Không, mình thấy cái súng, mình cảm thấy cái súng này nó nhanh hơn. Cửa nào đây? Ố, cửa nào đây? Đây, đây, đây. Bùm. 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 Công nhận công cụ đánh bằng tay cũng lợi hại thiệt chứ. Bùm. 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 Rồi. Clear. Rồi tiếp theo. Ô, mình còn 4 quả cầu điện nữa nè. Oh, boss khủng rồi. Chết mẹ là gì mà hai chiếc xe tăng nữa chạy. Ô mày hả mày. Ô chết mẹ, hết đạn rồi. Làm sao đây? Tăng là chơi được à? Ô, hay quá. Điện xong sẽ tăng rồi.
Mình cho cái tụi này một cái quả cầu lửa đi. Tao nó đứng ngoài nó chưa. Ôi 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 ôi. Giật nè. Ăn hai quả cầu là dư sức chị này. Thôi. May vậy con. Xong rồi hả? Ê, nhưng mà còn mấy cánh cửa này màu đỏ chưa mở. Khoan. Mình vô đây mà lấy mấy cái thùng linh kiện này đi. Coi có cái gì đây. Quá trời, linh kiện. Quá. Vậy là mình giải phóng xong, mình đánh xong cái bọn quái ở thành tinh này nha các bạn. Ở thành phố này. Bây giờ mình vô mình mở cái cửa này ra coi mình có châu báu gì đây không. Hình như mình nghe tiếng con nào nó kêu khạc khạc. À, mỗi mấy con quái này nhỏ. Đập mà nè. Mở cửa này ra quýnh rồi luôn. Bập mà nè. Đập mà nè. Đập cái nữa. Chết ngát này. Bùm. 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 Đập nè. Đập luôn nè. Ủa nghe kêu ở đâu vậy. Rồi giờ mở cửa này ngửa cửa cuối cùng. Ủa cái cửa này cái cửa con bù lông vàng ngồi vô đường nào ta. Quái lạ. Đừng nó lén được nha. Sao vậy ta? Sao không lấy được con bù lông vàng này vậy? Trời bơm như thế kìa. Không được rồi. À, thử mở cái cửa này kìa. Lấy con bù lông vàng này. Ui, còn một con. Cửa này vẫn chưa mở nè. Thôi vậy mình đi tiếp coi. Để tí xíu đi vòng vòng coi có cái cơ quan nào mở được nó không. Bù lông vàng nó mà không lấy được ta. Hey, I'm Starlene. Tôi là Tali. Anh đến đây để đua à? Cô biết à? Enthusiasm. I like it. All right, head inside. The first race starts in a few minutes. Rồi, giờ đây đua. Đua ván. To any racer who passed through, activating just one would put the hoverboard's propulsion system on overdrive. This is just a reminder that viewers are not permitted on the course. Yes, we see you, and please put your shirt back on. Woo!
tay. Ôi, ôi. Bay lấy cái gầu này cái này. Woo. Được rồi. Hay quá. Bay luôn. Vậy là mình phải bay qua mấy cái dốc này mới lấy được mấy vòng tròn này. Ôi, chặt rồi. Trời ơi, hụt rồi. Lấy luôn, ok. Đường giải gì đây? Oh, mình thắng rồi. Ta-da. Mình thắng rồi nha. Wow, vinh quang quá. They're always giving away cool prizes here. Perks to being sponsored by Gadgetron. Oh, winner, winner. Ok, bây giờ mình hãy thắng cái cúp vàng. Mình suy nghĩ là bây giờ mình đi lấy, mình tìm cách mình lấy con bù lon vàng đi. Ôi, 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 ôi. Ôi, ôi, ôi. Cái thùng thuốc nổ đó mà mình cứ đánh sai hoài. Không đua nữa đâu. Wow. Mình đang tìm cách vô lấy con bù lon vàng. Vô đường này á. À, mở được cửa này rồi. Âm thanh nghe có vẻ như chiến thắng quá vậy. À, mình đi xong một cái nhiệm vụ rồi. Nhiệm vụ tiếp theo nữa là kêu phải thắng một cái cúp bạc. Không, trước tiên mình khám phá cái con đường này. Xong nhiệm vụ rồi hả? Nói chuyện với mày kìa. Tôi không thể nào làm vũ khí cho bạn cho đến khi bạn mang cho tôi những cái thẻ hầu quan. Ở đâu ta? Kiếm thêm một vài thẻ hầu quan nữa. Giờ đi tìm thẻ hầu quan ở đâu đây? Collect on Rhino Cat. Đi kìa. Giờ đi kiếm đường này kìa. Giờ cái tàu này nó chở mình gì đâu đây. Hey, wanna race again? Muốn đua nữa không? Thôi không đua nữa đâu. Hey, wanna race again? Mình trở lại đây kìa. Chỗ này đã mình đi qua rồi, còn thẻ hậu quán đâu ta? Where the hell is this? Còn ở trong đây nó còn một cái cánh cửa mà mình chưa mở được. Bên trong đó nó có con bù lon vàng, nhưng mà hình như đây cũng là cái chỗ. Hình như đây là cũng là cái chỗ trước cái thẻ hầu quen hay sao á. À, cái cầu thang này như mới. À,
mình đi qua đây coi nó chở mình đi đâu nha. À, mình thấy trên trên vậy nó có cái cửa màu vàng đó. Hình như là mình đu lên trên được. Để coi leo lên trên được không nha. À, để leo lên được không nha. Đu lên đây để làm gì ta? Vậy là không lẽ mình trở lại. Ok, trở lại thang máy này kìa. Đó là cái chỗ hồi nãy nè. Ở đây nó có một cái cửa khác. À, cái cửa này đi đâu đây? Whoa, the Blackwater City hoverboard track. I've only seen it on my hollow screen back on Velden. Oh. À, vậy là cái đường này mình bay xuống được không ta? Không ra ngoài được rồi. Vậy là nó phải có đường ra ngoài chứ. Ồ, không phải, cái con đường này con đường hồi nãy mình đua. You want to go for the world record, don't you? I'm ready when you are. Thôi mình trở về. Mình lên tàu để coi nó chở mình đi về đâu nha. À, trở về tàu chính của mình. Ồ, dưới đại dương có mấy con cá dữ à. Lúc tập trước nó cắn mình à. À, go to Rhino Dealer. Đi đến cái chỗ nó bán thẻ Rhino. Đúng rồi. Mình sẽ nhặt cái thẻ Rhino đó mình đưa cho cái ông giáo sư hồi nãy. Để cho ông sẽ chế tạo vũ khí cho mình. Chỗ này là chỗ bán thẻ Rhino rồi hả? Phải không vậy? À, ở đây không lẽ là đây là cái tiệm bán đồ. Tiệm bán Rhino là ở đâu? Là ở đây sao? Lại qua ông này ông nói gì nha. What do I look like, a magician?
Some magical being of wonder who can conjure up a restricted gadgetron weapon? Get out of here. I need all the Rhino Hollow cards before I can build you the weapon. Bây giờ thì mình chưa có tìm được Rhino Hollow cards à. Vậy là nãy nó nói là ông đó là bán Hollow cards ta đâu phải. Coi Hollow cards của mình coi. Open. Mấy cái. Rhino cards acquired. Mình đã có Rhino cards rồi. Confirm. Vậy là mình đã lượm được nó. Congrats, you collected your first Rhino card. Continue. Vậy là mình có một cái đầu tiên đó nè. Rim Workshop. Tiệm của Rim. Mình đã có đủ số lượng bù lon rồi để coi. Ôi là chết mẹ. Ok, hôm nay thì nhiệm vụ của mình là cũng ra khá rồi. Mình còn tìm cái cạc hồ quang Rhino thôi. Thì lần sau mình sẽ cố gắng tìm được cái cạc đó. Thì mình sẽ tạm ngưng game tại đây các bạn. Các bạn nhớ bấm đăng ký, like, comment video của mình nha. Và nhớ đón xem video tiếp theo. Ok, goodbye.